Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với series Canva của mình. Hôm nay chúng ta lại đồng hành với nhau để học những cái kiến thức thú vị ở trên phần mềm Canva nha. Biết là mọi người đã sẵn sàng để cùng mình thực hiện thao tác ngày hôm nay chưa? Thì mình đang sử dụng Canva trực tiếp ở trên trang Google bằng cách vào canva.com. Mọi người có thể sử dụng như mình và có thể download phần mềm Canva về máy nhé. Nếu như mọi người sử dụng như mình thì mọi người chỉ cần gõ canva.com lên trang Google thôi là mọi người đã có thể sử dụng được Canva rồi nha. Còn nếu không thì mọi người có thể download phần mềm Canva về máy. Như vậy thì sẽ thuận tiện hơn. Tuy nhiên là sẽ có hao tổn một chút thời gian đợi trong thiết bị của mọi người. Mình có biết hai cách để download phần mềm Canva về nha. Cách thứ nhất là mọi người sẽ vào cửa hàng ứng dụng, gõ tìm kiếm Canva rồi download phần mềm Canva về. Còn cách thứ hai là mọi người sẽ vào trực tiếp trong trang web Canva nha. Còn nếu cách thứ nhất thì mọi người cứ download về như cách mà mọi người vẫn download những cái phần mềm khác. Cách thứ hai thì mọi người sẽ vào trực tiếp trong trang web Canva với cái giao diện này của Canva này. Sau đó mọi người vào phần tính năng. Ở đây sẽ có một cái danh mục cuối cùng là danh mục tải xuống. Sẽ có Canva cho Mac, cho Windows, cho Android và iOS. Thì ở đây Canva đã phân loại cho mình về các cái thiết bị, phân loại thiết bị và điện thoại và máy tính. Thì mọi người có thể vào đấy lựa chọn để download phần về máy tính của mình hoặc điện thoại của mình cho nó phù hợp với thiết bị nha. Ok, thì nếu như mọi người biết có cách nào khác hơn thì mọi người có thể comment ở dưới video này để mình cùng biết với nhé. Mà không biết là mọi người đã có tài khoản Canva chưa? Nếu mà chưa có thì có thể đăng ký bằng email cá nhân này, tài khoản Facebook hoặc là tài khoản Google nha. Mình thì đã đăng ký bằng tài khoản email cá nhân rồi. Nếu mà mọi người chưa đăng ký thì mọi người có thể đăng ký nhé.
hoàn toàn mọi người cũng có thể là nâng cấp tài khoản Canva lên nếu như mọi người có nhu cầu. Tuy nhiên là nó sẽ mất một cái khoản phí nào đấy cho mình cũng đã chuyển đổi ngôn ngữ của Canva sang tiếng Việt để chúng ta dễ dàng đọc hiểu và sử dụng các cái thao tác ở trên Canva hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua về những điều cơ bản của Canva đã nhé.
Thế thì không biết là mọi người đã tìm hiểu đến đâu rồi, thì đây chính là cái giao diện của phần mềm Canva này. Thì mình có biết những cái cách để chúng ta tìm kiếm những cái thiết kế có sẵn trên Canva, đó là vào phần mẫu, phần tính năng, thanh tìm kiếm trên Canva hoặc là phần gợi ý của Canva. Thì mọi người nếu biết cách gì khác không thì có thể comment cho mình cùng biết với nha. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người là thực hiện cái thao tác là tìm các cái thiết kế liên quan đến chủ đề thiệp, à gì nhỉ, áo thun. Hôm nay chúng ta sẽ học cách thiết kế áo thun. Bây giờ mình sẽ vào phần mẫu nhá. Thì ở đây mình thấy Canva trên trên mình làm 6 cái danh mục lớn, đó là mạng xã hội này, cá nhân, doanh nghiệp, marketing, giáo dục và xu hướng. Dưới mỗi cái danh mục lớn thì có những cái chủ đề nhỏ. Thì mình thấy là Canva đã cung cấp cho mình, sắp xếp cho mình như thế này đây, rất là rõ ràng nhé. Dưới mỗi cái danh mục lớn thì sẽ có những cái chủ đề nhỏ tương ứng, thì danh mục và cái chủ đề nó sẽ liên quan đến nhau. Canva sắp xếp như thế này thì sẽ mình cảm giác nó sẽ giúp chúng ta chọn mẫu nhanh hơn, thuận tiện hơn, nhanh chóng hơn, đỡ mất các cái thời gian để mà tìm kiếm cái chủ đề. Tuy nhiên mình nghĩ đây không phải là tất cả các cái chủ đề mà Canva có đâu. Mình nghĩ đây chỉ là một trong số những cái chủ đề mà nó kiểu nổi bật, xu hướng thì Canva mới để ở đây cho mình thôi. Còn mình nghĩ là Canva còn có rất là nhiều những cái chủ đề khác nữa. Bởi vì mình biết đến Canva là một phần mềm và một kho tàng thiết kế có sẵn cho những người thiết kế không chuyên như chúng ta. Và tất nhiên là vẫn có thể dành cho những người thiết kế chuyên nghiệp vì họ tự thiết kế cái sản phẩm của riêng mình. Vì vậy nên là mình nghĩ là cái số lượng thiết kế trên Canva rất là lớn, nên là các chủ đề của Canva cũng sẽ phải rất là phong phú và đa dạng. Thì đấy là những gì mà mình biết về phần chủ đề của Canva. Mình nghĩ là nếu mà chúng ta tìm được cái chủ đề mà chúng ta mong muốn ở trong phần mẫu thì chúng ta có thể tìm kiếm một thanh tìm kiếm của Canva này hoặc là phần gợi ý của Canva ở đây. Thì ok, bây giờ mình sẽ cùng mọi người tìm kiếm các chủ đề thiết kế áo thun ở trong phần mẫu nha. Trong phần mạng xã hội thì có Instagram Story này, bài đăng Insta, bài đăng Facebook, mẫu Twitter, trang bìa Facebook. Cá nhân thì sẽ có thiệp mời, thiệp sơ yếu lý lịch, bưu thiếp, thiệp sinh nhật, và áo thun là một cái chủ đề cuối cùng trong danh mục cá nhân nha. Thì bây giờ mình sẽ click vào đây cùng mọi người để xem là Canva sẽ cung cấp cho chúng ta những cái thiết kế như thế nào về chủ đề áo thun nhé. Ok, thì Canva đang load cho mình nha mọi người.
download ra cho mình cái giao diện như thế này mọi người ạ. Có một cái lời dẫn này, một cái hình minh họa về thiết kế áo thun, một thiết kế áo thun phong họa không đẹp hiện đại, phong cách đa dạng có sẵn, hãy lựa chọn mẫu và tùy chỉnh thiết kế theo yêu cầu của bạn. Đây là một cái hình minh họa về thiết kế áo thun đúng không? Trên này là một số các cái chủ đề về thiết kế áo thun này. Đấy, thì mọi người có thể chọn nhé, có thể chọn để thiết kế cho nó nhanh cũng được. Không có thiết kế áo thun đẹp hiện đại phong cách đa dạng có sẵn, hay là chọn mẫu và tùy chỉnh thiết kế theo yêu cầu của bạn. Và có 8.225 mẫu nha. Đây không phải là một con số quá lớn trong kho tàng thiết kế của Canva. Tuy nhiên là với con số hàng mình thiết kế thì chúng ta đã có rất là nhiều cái sự lựa chọn rồi đúng không mọi người? Ok thì đây là những cái thiết kế này mọi người. Có một cái thiết kế trả phí này, mẫu này có thành phần trả phí. Thì chắc là nếu như mà chúng ta muốn sử dụng thiết kế này thì chúng ta phải trả một cái khoản phí nào đấy, giống như kiểu chúng ta muốn phải mua bản quyền đấy mọi người. Đấy. Còn bên này là một cái phần tạo áo thun trống, chắc là để chúng ta có thể tự mình ra thiết kế một áo thun của riêng mình. Và phong phú này, có những cái thiết kế Canva Pro này, chắc là nó có phải Canva Pro để chỉ giữ mẫu này thì chắc là những cái thiết kế này. Thì tài khoản Canva của mình là một cái tài khoản Canva bình thường nên là mình sẽ không thể dùng được những cái thiết kế đây nha. Nếu mọi người có nhu cầu dùng thì có thể nâng cấp tài khoản Canva lên nhá. Và mình thấy có cả những cái mẫu mà nó kiểu hai cái mặt như thế này, thì có những cái áo sẽ không mặc tiếp được hai mặt, còn có những cái áo thì sẽ có một mặt thôi đúng không? Ví dụ như thế này này. Bây giờ mình sẽ tham khảo một chút vào cái thiết kế này.
Ok, thì mình thấy là các cái thiết kế trên Canva rất là đẹp mắt nha. Nó rất là đa dạng và phong phú. Ok thì các cái mẫu rất là đẹp, mình là một người mình chạy Canva còn đặt tên cho thiết kế này ở dưới thiết kế nữa. Đặt tên theo cái tông màu chủ đạo nha, hồng xanh dương này, xanh móng kết này, xanh dương và vàng này đấy, thì không phải tất cả các mẫu mà là hồng hết thôi nha. Ở đây còn có cái bộ lọc về kiểu, về chủ đề, về giá và về màu. Thì lọc về màu này chắc để chúng ta có cái thiết kế theo tông màu mà chúng ta yêu thích. Mọi người có thể bấm vào đấy lọc các cái thiết kế cho tông màu mà mọi người thích cũng được nha, bởi vì có sẽ có những người muốn thiết kế như theo những cái thiết kế cho tông màu mình nào đấy. Thì với những cái tên này thì các bạn sẽ cung cấp cho chúng ta một cách chính xác. Ok thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người tham khảo các cái thiết kế liên quan đến chủ đề áo thun nha.
Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người thực hiện cái thao tác là chọn mẫu thiết kế áo thun nha. Thì sau một lúc tham khảo cái thiết kế thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người chọn mẫu nhé. Trước khi chúng ta thực hiện cái thao tác chọn mẫu thì mình sẽ là các cái thiết kế tham khảo của đi. Mình sẽ chỉ chọn những cái thiết kế miễn phí thôi nhé. Còn nếu như mọi người có tài khoản Canva cao cấp rồi thì không cần lọc nhá, bởi vì mọi người có thể sử dụng nhiều thiết kế hơn mình. Thì từ hơn 8.000 thiết kế bây giờ chỉ còn hơn 4.000 thiết kế thôi. Nghĩa là các cái thiết kế Canva cao cấp đã chiếm một nửa trên tổng số thiết kế rồi. Và trong khi ở đây mình thấy là không phải là miễn phí tất cả nha, vẫn có những cái mẫu trả phí nè mọi người. Chỉ lọc đi những cái tài khoản Canva Pro thôi nhá. Đây là mình nghĩ sau này khi mà chúng ta học tham khảo kiến thức rồi ấy, thì chúng ta có thể nâng cấp tài khoản Canva lên để sử dụng nhiều thiết kế hơn nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người thực hiện cái thao tác chọn mẫu thiết kế nào thôi nhé. Chúng ta sẽ chọn một cái mẫu mà chúng ta cảm thấy ưng ý nhất. Mọi người có thể chọn bằng bộ lọc hoặc là bằng chủ đề nhé. Còn mình thì mình sẽ chọn các cái mẫu mà mình nghĩ là mình ưng ý ra được. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện thao tác luôn nha.
Ok, thì không biết là mọi người đã chọn được mẫu mà mọi người cảm thấy gì chưa? Mình thấy có rất là nhiều mẫu đẹp nha, các mẫu thì rất là đa dạng và phong phú này. Mỗi mẫu sẽ mang một các phong cách riêng. À, có mẫu thì có một mặt, còn có mẫu thì có hai mặt nha. Thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người thực hiện thao tác chọn mẫu nhé. Chúng ta sẽ chọn một mẫu mà chúng ta cảm thấy mình nhất. Thì mình thấy mẫu này khá là xinh, còn có hai trang này, nên mình sẽ click vào đây nha. Ok, thì Canva đang mở cho mình một cái tab mới để xem. Đây là cái thiết kế mà mình đã chọn đúng không? Còn đây là hai cái trang thiết kế này, để mọi người có thể click vào đây để xem cho nó rõ. Còn đây tên thiết kế này: hồng xanh dương, cam bóng màu, hài hước, sôi nổi, áo thun trẻ trung, kích thước là 14x18 in. Đây là những cái thiết kế tương tự này, có thể là 25 mẫu thì có thể những cái mẫu tròn xí này. Đấy, thì mọi người có thể tham khảo nha, biết đâu lại thấy một cái mẫu mà mọi người ưng ý hơn. Thì mình vẫn thích mẫu này nên là mình sẽ click vào thuyết trình mẫu này nhé. Ok, thì mình thấy là Canva đang mở cho mình một cái tab mới để dành riêng cho các việc thiết kế luôn, rất là tiện nha mọi người. Đây chính là cái giao diện mà Canva đang mở ra cho chúng ta. Đây là tên thiết kế này, đây cũng là tên thiết kế này, đây là link của cái giao diện này, đây là Canva gợi ý cho chúng ta dùng thử Canva của đồ, đây là nút chia sẻ là gì nhỉ? Đây là tài khoản của mình, cái này là cái gì, thông tin chi tiết. Thì mình thấy mình để con trỏ chuột lên là thao tác mình hiện lên cho mình cái nội dung của cái thao tác đấy luôn, rất là tiện nha. Chúng ta sẽ không sợ là chúng ta không biết là đây là cái thao tác gì và cách sử dụng ra sao. Còn đây là nút chia sẻ mọi người, đây là cái thiết kế của mình này, các cái thành phần dù là nhỏ nhất thì đều có thể chỉnh sửa được này. Đấy, thì người thiết kế là cái thiết kế này thì cũng rất là tỉ mỉ nha. Có cả thêm trang nữa này, thì cái thiết kế này cũng hai trang, có cả chuyển động gì đây thì mình cũng rõ cho lắm. Còn đây là những cái thiết kế cùng cách để thiết kế áo thun, Canva sắp xếp cho mình ở đây trong phần mẫu, thế chắc là để chúng ta có thể cử mẫu hoặc là thiết kế thêm, rất là tiện nha. Ok, thì mình thấy bên này còn có các cái mục như là thành phần này, tải lên này, văn bản này, dự án, ảnh, đồ, ảnh đã mua và thêm. Đây cũng có âm thanh video, nền biểu đồ phổ biến, tạo nội dung mới, và có rất là nhiều những cái công cụ nha. Thì mọi người có thể tham khảo nhé. Mình nghĩ đây chính là những cái thành công cụ để hỗ trợ chúng ta trong cái việc thiết kế và design ra các cái mẫu ở trên Canva. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mọi người hiện thao tác nhé. Thì chắc là mình sẽ chờ mọi người tầm khoảng 10 phút để mọi người có thể chọn được mẫu. Xong rồi chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện các cái thao tác thiết kế và design nhé.
Ok, không biết là mọi người đã chọn số mẫu để cùng mình thực hiện thao tác chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện cái thao tác để chờ và thiết kế nhé. Thì mình chỉ lấy cái bố cục này thôi, còn các cái thành phần thì mình sẽ xóa nó đi nhé. Bây giờ mình sẽ xóa các thành phần đi này. Các thành phần thì rất là bé luôn đấy mọi người. Đây, người thiết kế cho cái thành phần thiết kế này thì cũng phải là rất là tỉ mỉ nhé. Đây, rất là sáng tạo. Ok, thì mọi người có thể giữ những cái thiết kế cũ, những cái thành phần cũ trong thiết kế mà mọi người đã chọn rồi thêm thêm chỗ các cái thành phần vào. Còn mình thì mình sẽ xóa hết nhé, mình sẽ chèn mỗi thành phần ở giữa này, không có thành phần ở trên góc này như cái mẫu ban đầu nhé. Thì đầu tiên là mình sẽ chèn cái nội dung vào, bởi vì cái thiết kế này của mình không có nội dung, mà trong khi mình lại muốn thiết kế một cái áo lớp nên là mình sẽ chọn vào màu văn bản nhé. Bây giờ mình sẽ click vào văn bản này, mình sẽ chọn phần đây. Trong phần văn bản thì có những cái phông chữ rất là lạ như thế này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ thêm tiêu đề nha. Khi mà mình thêm tiêu đề xong thì Canva lại hiện lên cho mình một cái thành công cụ như thế này, này có phông chữ này, kích cỡ chữ này, màu chữ, thì Canva lại hiện lên cho mình nội dung của thao tác nha mọi người. Đấy, chúng ta sẽ không cần phải lo là chúng ta không hiểu các cái thao tác là gì và cách sử dụng như thế nào. Thì ở đây cũng có phông chữ, mà ở đây cũng có phông chữ này, có rất là nhiều phông chữ này. Cái bên này thì nó sẽ màu sắc rồi là đa dạng hơn, nhìn nó bắt mắt hơn. Có những cái tài khoản, những cái thiết kế phông chữ Canva cao cấp. Ok, bây giờ mình sẽ chèn nội dung vào nha. Thì mọi người có thể không cần nội dung cũng được. Nếu như thiết kế của mọi người mà nó không có nội dung ấy, thì mọi người có thể bỏ qua cái bước này nhé. Ok, mình đã chèn xong nội dung rồi thì bây giờ mình sẽ chỉnh sửa phông chữ nha. Thì trước tiên là mình sẽ phóng to thiết kế của mình lên này. Ôi trời, chết. Phóng to thiết kế lên. Bây giờ mình
thì mình sẽ thay đổi phông chữ này. Thì mình theo mình được biết thì Canva có hơn 500 cái phông chữ lận, nên là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn nha. Các cái phông chữ trong Canva thì rất là đẹp mắt, đa dạng, một phông chữ phong phú. Một cái phông chữ sẽ bằng cách cách khác nhau, kiểu dạng khác nhau, không có phông chữ nào trùng hợp hết nhá. Bây giờ mình sẽ chọn một cái phông chữ để apply vào trong cái thiết kế của mình. Ok, thì mình đã chỉnh sửa xong cái phông chữ cho cái nội dung của mình rồi nha. Thì có rất là nhiều phông chữ và có cả những cái phông chữ Canva Pro, nên nếu mọi người có tài khoản Canva cao cấp hoặc là có nhu cầu sử dụng những cái phông chữ đấy thì có thể nâng cấp tài khoản lên nhé. Tuy nhiên là mọi người sẽ mất cái khoản phí nào đấy. Ok, bây giờ mình sẽ chèn thành phần vào. Mình sẽ chèn một cái thành phần vào đây và một cái thành phần vào đây. Tất nhiên là hai cái thành phần đấy sẽ giống nhau nhé. Bây giờ mình sẽ gõ một cái chủ đề bất kỳ này. Ok, thì Canva đã cung cấp cho mình những cái thành phần như thế này, có đồ họa, hình, video, âm thanh. Bây giờ mình sẽ click vào đồ họa nhé. Ok, bây giờ mình sẽ chọn một cái thành phần để chèn vào trong cái thiết kế của mình nha. Có rất là nhiều thành phần đẹp này, rất đa dạng phong phú, có hành động này, rồi có các thành phần pro này đấy. Ok, bây giờ mình sẽ chọn một cái thành phần nhé. Mọi người có thể chọn bất cứ cái chủ đề gì cũng được, hoặc là có thể chèn cả ảnh của mọi người vào cũng được nha.
Ok, mình đã chèn xong thành phần rồi, tiếp theo mình sẽ thay đổi background cho bài thiết kế của mình nha. Thì mình đang phân vân giữa việc là mình nên lên Google download background về máy xong upload hay Canva, hay là sẽ thử tìm trong Canva. Thì chắc là mình sẽ thử tìm kiếm trực tiếp trong Canva luôn xem sao nhé. Để xem là cái phần thành phần trong Canva có cung cấp cho chúng ta cái chủ đề background không. Thì có nha mọi người, không chỉ có mà có rất là đa dạng và phong phú nữa. Còn có cả đồ họa ảnh video âm thanh này. Đấy, có khi là còn nhiều hơn trên cả Google chứ. Thì bây giờ mình sẽ cùng mọi người chọn background nhé. Ok, vậy là mình đã hoàn thiện xong thiết kế áo thun rồi nha. Thì giờ nếu như mọi người có đóng góp ý kiến gì về các cái thao tác của mình hay là chia sẻ kiến thức gì thú vị mà mọi người học được trong quá trình thực hiện các cái thao tác cùng nhau thì mọi người có thể comment ở dưới video này nha. Còn video hôm nay của mình thì chắc là phải dừng lại ở đây thôi. Mọi người nhớ like video, subscribe kênh thông báo để lần tới lúc mà mình lên video mới mọi người lại có thể nhận được thông báo để học cùng mình nha. Ok, video hôm nay của mình tạm dừng tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người với những kiến thức mới sau này nha. Bye bye mọi người.